Chào mừng tất cả các em học sinh đến với chương trình ôn thi trung học phổ Thông Quốc gia của Báo Thanh Niên. Rất vui được gặp lại các em trong môn địa lý. Các em thân mến, nước ta có hai vùng được mình danh là khúc ruột miền Trung, đó chính là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ở nơi đây có thế mạnh về phát triển kinh tế vùng biển và đặc biệt là phát triển kinh tế theo hướng từ Đông sang Tây. Và thứ hai, trong bài hôm nay, thầy đã giới thiệu thêm các em một số kiến thức cơ bản về địa lý lớp 11. Mời các em cùng đến với chuyên đề địa lý vùng kinh tế và địa lý lớp 11. Trong chuyên đề này chúng ta sẽ có 3 phần, bao gồm bài 35, bài 36 và chương trình địa lý lớp 11. Đầu tiên là Bắc Trung Bộ, thứ hai là Duyên Hải Nam Trung Bộ và thứ ba là Khái quát địa lý lớp 11. Chúng ta cùng đến với vùng Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ thì có diện tích khoảng 51,5 nghìn km vuông. Vùng này thì kéo dài và hẹp ngang, Dân số ở nơi đây là khoảng 10,6 triệu người năm 2006, bao gồm 6 tỉnh thành. Từ bắc vào nam chúng ta kể lần lượt Thanh Nghệ tỉnh Bình Trị Thiên, đó là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Điều kiện tự nhiên thì vị trí là từ 16 độ bắc đến 20 độ bắc. Tiếp giáp thì phía bắc thì giáp với đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi Bắc Bộ. Phía Nam thì giáp với Duyên Hải Nam Trung Bộ, ở phía Tây thì giáp Lào và phía Đông thì giáp với vùng biển. Khí hậu thì ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thì chiều tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc và gió mùa mùa Hà thì có gió mùa Tây Nam gây khô nóng và đặc biệt là có nhiều bão và lũ ở nơi đây. Về địa hình thì địa hình thì có sự thay đổi từ Tây sang Đông lần lượt đó chính là núi, gò đồi, đồng bằng và bờ biển. Chủ yếu là các đồng bằng nhỏ và hẹp. Đồng bằng ở đây thì đáng kể đó là đồng bằng Thanh Nghệ Tỉnh. Về hệ thống sông thì ở đây sông Mã, sông Cả có tiềm năng về thủy điện, thủy lợi và giao thông rất lớn. Rừng thì có diện tích khá lớn. Rừng ở nơi đây thì có nhiều gỗ quý và có nhiều thú quý. Khoáng sản thì giàu có như là sắt, thiết rôm, đá vôi đá quý về tài nguyên du lịch thì nơi có các bãi tắm đẹp như là cửa lò thiên cầm lang cô có các di sản về thế giới ví dụ như là di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng rồi di sản văn hóa thế giới cố đô huế rồi di sản nhà nhạc cung đình huế về điều kiện kinh tế xã hội thì ở nơi đây có mức sống của dân cư thì còn thấp và hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại cơ sở hạ tầng thì còn nghèo nàn nên hạn chế sự đầu tư của nước ngoài. Vùng này đang được tập trung phát triển. Chúng ta cùng đến với sự hình thành của cơ cấu nông lâm ngư theo hướng từ Tây sang Đông. Theo chiều từ Tây sang Đông thì phần đồ dài khoảng 50 km thì ở vùng núi Trường Sơn ở phía Tây thì ở đây là phát triển về nghề rừng. Còn vùng đồ chuyển tiếp là phát triển về trồng cây công nghiệp và hoạt động chăn nuôi. Còn vùng đồng bằng thì sản xuất về à, lương thực thực phẩm chăn nuôi và vùng ven biển thì phát triển kinh tế biển. Chúng ta cùng đến với các nội dung chi tiết. Đầu tiên đó là khai thác thế mạnh về lâm nghiệp thì rừng ở Bắc Trung Bộ chiếm khoảng 20% diện tích rừng của cả nước, 2,46 triệu hecta chỉ sau Tây Nguyên. Và rừng ở đây thì có nhiều gỗ quý và thú quý, gỗ thì gồm có lim, sến, táo, lát hoa, vân vân. Nay rừng là chỉ còn ở vùng biên giới Việt Lào là giàu có có 3 loại rừng, đó là rừng phòng hồ chiếm khoảng 50%, rừng sản xuất và rừng đặc dụng. Việc bảo vệ rừng và trồng rừng giúp cho việc bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã, giữ gìn về nguồn gen động vật, thực vật quý hiếm, còn có vai trò tác dụng điều hòa nguồn nước, hạn chế về lụ lụt, lụt chắn gió, chắn bão và ngăn cát, lấn ruộng đồng. Chúng ta cùng đến với khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp, thì vùng đồi trước núi thì nuôi gia súc, thì có đàn trâu và đàn bò chiếm tỷ trọng cao trong cả nước. Trồng cây công nghiệp lâu năm nhất là trên vùng đất Ba Gian ở tỉnh Nghệ An hoặc tỉnh Quảng Trì, Quảng Bình thì có các cái cây như là cây chè, cây cà phê và cây cao su cũng được trồng ở nơi đây. Ở vùng đồng bằng thì đất pha cát thuận lợi cho trồng cây công nghiệp hàng năm như là cây mía, cây lạc, cây thuốc lá. Ở nơi đây thì ít thuần lợi cho trồng lúa, tuy nhiên vẫn có một số vùng chuyên canh cây lúa. Trồng cây công nghiệp, năng suất thì tuy có tăng, nhưng mà bình quân lương thực thì vẫn thấp. Về đẩy mạnh phát triển về hoạt động ngư nghiệp, thì các tỉnh thì đều có khả năng phát triển về ngư nghiệp. Trong đó lớn nhất là tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tàu thuyền thì có công suất nhỏ, thì hoạt động đánh bắt ven bờ là chính và nguồn lợi thủy sản là có dấu hiệu bị giảm sút. Ngày nay thì phát triển về hệ thống lời nuôi trồng thủy sản nước lờ và nước mặn. Tiếp tục đó là phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa. Đầu tiên là về thuận lợi thì ở nơi đây có cái nguồn khoáng sản khá là dồi dào, nguyên liệu của nông, lâm và thủy sản phong phú và đặc biệt ở đây thì lao động tương đối đông và giá rẻ. Về khó khăn là hạn chế về khoa học kỹ thuật và nguồn vốn đầu tư về tình hình phát triển thì có một số cái nhà máy xi măng lớn như là xi măng Bỉm Sơn, xi măng Nghi Sơn Điền là một ưu tiên trong phát triển công nghiệp ở nơi đây ngoài lưới điện quốc gia thì vùng này đang phát triển một số cái nhà máy như là nhà máy thủy điện Bản Vẽ, nhà máy thủy điện Cửa Đạt, nhà máy thủy điện Rào Quán có các trung tâm công nghiệp lớn đó là Thanh Hóa, Vinh và Huế về xây dựng cơ sở hạ à tầng Trước hết là hoạt động giao thông vận tải thì quốc lộ 1A đường sắt thống nhất và tuyến đường ngang như là đường 7, đường 8 và đường 9. Đường Hồ Chí Minh thì thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng phía Tây, giúp phân bố lại dân cư và hình thành một số cái vùng đô thị mới. Các cửa khẩu thì giúp giao thương, giao lưu buôn bán, trong đó Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế lớn và quan trọng. Xây dựng các cảng nước sâu như Nghi Sơn, vùng Áng, Chân Mây nâng cấp các sân bay như Phú Bài, Vinh, Đồng Hới. Vừa rồi chúng ta cùng tìm hiểu về các đặc điểm của vùng Bắc Trung Bộ, chúng ta cùng tìm hiểu vùng tiếp theo đó là Duyên hải Nam Trung Bộ. Về khái quát chung là diện tích là khoảng 44,4 nghìn km vuông. Ở nơi đây dân số khoảng 8,9 triệu người, bao gồm 8 tỉnh thành. Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Về điều kiện tự nhiên, về tiếp giáp thì giáp với Bắc Trung Bộ ở phía bắc. Phía nam thì giáp với biển Đông. Tây thì giáp Lào, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ở phía đông thì giáp với biển. Có hai quần đảo xa bờ, đó chính là Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng và Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Về địa hình thì vùng gò đồi thì phát triển về chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, Đồng bằng thì tương đối nhỏ hẹp, đất thì xấu. Có đồng bằng tuy hòa là khá là màu mỡ. Có nhiều vũng, vịnh và bãi tắm đẹp. Từ đó phát triển nông nghiệp, nhưng mà tiềm năng lớn nhất đó là phát triển về du lịch, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Về khí hậu thì mùa hà thì có gió phơn Tây Nam, còn thu đông thì là mưa nhiều, nhất là các tỉnh ở phía Bắc. Nhưng càng vần, Càng dần về phía nam thì lượng mưa ít dần, mùa khô kéo dài, tình trạng hoang mạc hóa tăng cao. Sông ngòi thì mùa mưa thì lũ, mùa khô thì nước rất là cạn. Thủy lời là vấn đề rất là quan trọng và phát triển các cái thủy điện nhỏ ở nơi đây. Rừng thì diện tích rừng gần 1,8 triệu hecta có nhiều gỗ quý, chim và thú quý. Khoáng sản thì ở đây không nhiều, chủ yếu là cát thủy tinh, vàng và dầu khí ở cực Nam Trung Bộ. Về điều kiện kinh tế xã hội thì vùng nơi này thì chịu ảnh hưởng nhiều của chiến tranh. Có các dân tộc ít người như người Chăm và một số nhóm dân tộc của Tây Nguyên. Có các đô thị khá lớn như thành phố Đà Nẵng, thành phố Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Có các di sản văn hóa thế giới nổi bật đó là phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn của tỉnh Quảng Nam là một trong những cái tài nguyên rất quan trọng để phát triển về du lịch. Về nghề cá thì biển ở Nam Trung Bộ lắm cá nhiều tôm nhiều loài cá có giá trị cao như cá thu cá ngừ và nhiều loài tôm mực nhất là vùng cực Nam Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuận lợi cho phát triển nghề cá sản lượng thì năm 2005 đạt 600.000 tấn riêng cá biển là 420.000 tấn bờ biển thì dài có nhiều vùng vịnh cho nên thuận lợi cho việc nuôi trồng nhất là ở tỉnh Phú Yên tỉnh Khánh Hòa chế biến hải sản ngày càng phát triển, trong đó thì nước mắm phan thiết ngon và nổi tiếng. Tương lai thì thủy sản sẽ rất là quan trọng, tuy nhiên cần phải quan tâm đến vấn đề khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường. Về vấn đề du lịch biển thì ở nơi đây có nhiều bãi tắm đẹp như Mì Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Cà Ná, Phan Thiết. Trong đó Nha Trang và Đà Nẵng là hai trung tâm du lịch lớn của vùng phát triển du lịch về biển đảo và nghỉ dưỡng, hoạt động thể dục thể thao gắn liền. Tiếp tục là hoạt động về dịch vụ hàng hải thì nơi đây có nhiều địa điểm thuận lợi cho việc xây dựng cảng nước sâu như là cảng Dung Quất, lời vùng Vịnh Vân Phong. Có nhiều cảng lớn như là cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn, cảng Nha Trang. Trong đó Vịnh Vân Phong là một cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất của nước ta. Về hoạt động khai thác về khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối thì sản xuất muối nổi tiếng là ở Cà Ná và ở Sa Huỳnh. Thêm lục địa ở cực Nam Trung Bộ thì có tiềm năng về dầu khí và đã khai thác mỏ dầu ở phía đông của đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận. Về phát triển công nghiệp thì trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nơi đây là thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết với các ngành nổi bật như là ngành cơ khí, tiêu dùng, chế biến nông lâm thủy sản. Ở vùng này thu hút mạnh đầu tư nước ngoài nên công nghiệp vùng cùng phát triển. Ở vùng này có hạn chế về năng lượng và đang sử dụng cái đường dây 500 kV. Vùng này đang xây dựng một số nhà máy thủy điện như là sông Hinh của Phú Yên, Vĩnh Sơn của Bình Định, Hàm Thuận Đa Mi của Bình Thuận. Trong tương lai sẽ xây dựng các nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước ta ở vùng này và hình thành cái vùng kinh tế trọng điểm với cái khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất và Nhân Hội. Về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng thì ở nơi đây đặc biệt là giao thông vận tải sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhằm mục đích là mở cửa nền kinh tế và phân công lại lao động. Nâng cấp quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất Bắc Nam giao lưu với các vùng trong cả nước, đặc biệt là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Có hệ thống sân bay như là sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, Tuy Hòa. Các đường 1926 nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu, như vậy tăng cái mối quan hệ giao lưu với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc của Thái Lan. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong về vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, chúng ta đến với một số bài tập rèn luyện. Câu thứ nhất, huyện Đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng kinh tế nào sau đây của nước ta? Đó chính là thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Câu 2 Tỉnh này, tỉnh thành nào sau đây ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về quảng sắt để phát triển công nghiệp luyện kim đen? Về quảng sắt của Bắc Trung Bộ là có tỉnh Hà Tĩnh. Câu 3. Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất về phát triển khai thác thủy sản ở duyên hải Nam Trung Bộ là có. Đó là có các ngư trường trọng điểm. Câu C. Câu 4. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện phát triển công nghiệp của Bắc Trung Bộ? Câu B hạn chế về nguồn nguyên liệu nông lâm thủy sản. Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển công nghiệp của duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay? Đó là hình thành chuỗi các trung tâm ở ven biển. Câu 6. Vấn đề cần quan tâm đặc biệt chú ý trong phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ là gì? Đó là khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ rừng. Đáp án A. Câu 7 phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên Hải Nam Trung Bộ? Đó là A. Tài nguyên thiên nhiên năng lượng rất đa dạng và dồi dào. Câu 8. Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây? Đó là D. Chắn gió bảo ngăn không cho cát bay cát chạy. Câu 9. Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong việc phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ là gì? đó là khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ rừng. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong ba trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 3 sao của Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc tế Star Anh Quốc và đạt kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia. Chúng tôi cũng tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng trăm đối tác doanh nghiệp và việc nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật, kỹ thuật công nghệ. Năm 2019, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, xét học bạ trung học phổ thông lớp 12, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập và theo diện cử tuyển. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số 19002039. Chúng ta cùng đến với một số kiến thức cơ bản của địa lý lớp 11 đầu tiên chúng ta đến với đất nước hoa kỳ hoa kỳ thì có vị trí là nằm ở phía tây bán cầu giáp với hai đại dương lớn là đài tây dương và thái bình dương tiếp giáp với canada và khu vực mỹ latin lãnh thổ hoa kỳ thì hình khối cân đối bao gồm ba phần chính phần rồng lớn ở trung tâm bắc mỹ bán đảo alaska và quần đảo hawaii về điều kiện tự nhiên thì phân hóa thành 3 bộ phận đó là phía tây, trung tâm và phía đông. Về đặc điểm dân cư nơi đây thì dân số Hoa Kỳ là đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Dân số thì ngày càng tăng nhanh, thành phần dân cư thì đa dạng. Phân bố dân cư thì không đồng đều, chủ yếu là các thành phố và nơi đây nổi bật đó là đất nước của những người nhập cư. Về kinh tế thì quy mô nền kinh tế thì là đứng vị trí hàng đầu thế giới và chiếm 1 phần tư GDP của thế giới, bình quân trên đầu người cao. Hoa Kỳ là có quy mô nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Các ngành kinh tế về dịch vụ thì ngoài thương chiếm tỷ trọng khá là lớn, hệ thống các loại đường, phương tiện vận tải hiện đại hàng đầu thế giới, hệ thống ngân hàng, tài chính hoạt động khắp nơi, thông tin liên lạc, à, du lịch thì phát triển. Công nghiệp thì là nhằm mục đích để là xuất khẩu là chính, bao gồm công nghiệp về chế biến, điện lực và khai khoáng. Về cơ cấu thì giảm tỷ trọng ngành công nghiệp truyền thống và tăng các hoạt động về công nghiệp hiện đại. Tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc, ngày nay thì có xu hướng chuyển xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương. Về nông nghiệp thì đứng hàng đầu thế giới với giá trị sản lượng và xuất khẩu nông sản cao giảm tỷ trọng hoạt động thuần nông, tăng hoạt động dịch vụ nông nghiệp, đa dạng hóa về nông sản, hình thức là trang trại là chính. Nền nông nghiệp hàng hóa được hình thành sớm và phát triển mạnh ở nơi đây. Sự phân hóa về lãnh thổ của nền kinh tế thì về nông nghiệp thì có vùng phía đông, trung tâm và phía tây, còn công nghiệp thì vùng đông bắc, vùng phía nam và vùng phía tây. Chúng ta cùng đến với đất nước thứ hai, đất nước Nhật Bản. À, Nhật Bản là một đất nước Quần đảo nằm ở phía đông Á bao gồm 4 cái đảo lớn: Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu và hàng nghìn hòn đảo nhỏ khác. Thủ đô là Tokyo. Đặc điểm về tự nhiên thì địa hình là núi trung bình và núi thấp, đồng bằng thì ít, sông ngòi ngắn và dốc. Khí hậu thì mang tính chất là gió mùa, mưa nhiều, có sự phân hóa bắc nam. Ở nơi đây thì nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng mà nhiều thiên tai đó là đồng đất, núi lửa, sóng thần. Dân cư Nhật Bản thì đông đúc, tốc độ tăng dân hàng năm thấp và giảm đi, tỷ lệ người già lại ngày càng tăng lên, có nhiều vấn đề xã hội xảy ra khi già hóa dân số. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển, người dân lao động thì cần cù, có trình độ dân trí cao, khoa học và đó là động lực phát triển kinh tế. Về tình hình phát triển kinh tế của Nhật thì từ năm 50 tới năm 73 nền kinh tế phát triển là nhanh chóng là khôi phục sau chiến tranh và có sự phát triển thần kỳ. Sau năm 1973 thì tốc độ phát triển kinh tế là có xu hướng giảm là do ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng. Năm 80 đến năm 90 tốc độ có tăng lên nhờ điều chỉnh về chiến lược kinh tế phù hợp. Và từ năm 1991 đến nay thì hoạt động kinh tế là, là tương đối ổn định. Năm 1973 thì mặc dù nền kinh tế Nhật Bản trải qua những bước thăng trầm nhưng Nhật Bản là một trong những cường quốc về kinh tế. Về các ngành kinh tế công nghiệp thì là đứng thứ hai thế giới, có đầy đủ các ngành công nghiệp kể cả là khi là nghèo tài nguyên. Ưu thế là về lao động, rồi công nghiệp ở đây là nổi bật công nghiệp hiện đại và có các ngành mùi nhọn. Công nghiệp tạo ra một khối lượng hàng hóa vừa đảm bảo về trang thiết bị máy móc cần thiết cho ngành kinh tế và phục vụ cho xuất khẩu. Phân bố thì tập trung chủ yếu ở phía đông nam của lãnh thổ. Về thương mại thì đứng thứ tư thế giới, đứng hàng đầu thế giới về vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và vốn viện trợ (ODA). Hoạt động về tài chính, ngân hàng và giao thông vận tải đứng hàng đầu trên thế giới. Về nông nghiệp thì cơ cấu đa dạng, gồm có trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nền nông nghiệp thì hiện đại phát triển theo hướng thâm canh tăng năng suất và hướng vào xuất khẩu à, vai trò của nông nghiệp là chỉ là thứ yếu có bốn vùng kinh tế tương ứng với bốn đảo lớn trong đó đảo lớn nhất và phát triển nhất đó là đảo hôn su chúng ta đến với đất nước thứ ba trung quốc trung quốc nằm ở phía đông của châu á lãnh thổ thì rồng lớn phía đông thì giáp với biển đường bờ biển dài thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế phía bắc tây và phía nam giáp với nhiều quốc gia à, địa hình ở đây chủ yếu vùng biên giới là núi cao và hoang mạc cho nên khó khăn cho giao thông phát triển kinh tế diện tích thì lớn thứ tư thiên nhiên phân hóa đa dạng và tài nguyên thiên nhiên thì phong phú à, tạo nên sự phân hóa sản xuất theo lãnh thổ ở miền tây thì địa hình núi cao cao nguyên sơn nguyên là chính khí hậu thì ôn đới lục địa sông ngòi là nơi bắt đầu của các dòng sông lớn như hoàng hà trường giang có tài nguyên về dầu mỏ, than sắt và tài nguyên rừng khá là phát triển. Còn miền Đông thì các đồng bằng rồng lớn như Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam, Đông Bắc. Khí hậu ôn đới gió mùa đến cần nhiệt gió mùa. Sông ngòi đây là các dòng sông lớn như Liêu Hòa, Hoàng Hà, Trường Giang. À, sông ở đây thì dài, nhiều nước, bồi đắp phù sa màu mỡ. Tài nguyên khoáng sản thì đa dạng như kim loại màu, dầu mỏ, than, sắt, đồng, vân vân. Về dân cư xã hội thì dân đông nhất thế giới chiếm 1 phần 5 dân cư thế giới, 56 dân tộc trong đó người Hán chiếm 90%. Chính sách dân số triệt để làm cho mất cân bằng giới tính. Dân cư Trung Quốc phân bố thì không đồng đều, tập trung ở những cái vùng đồng bằng, những cái vùng ven biển. Về xã hội thì Trung Quốc là nước có lịch sử lâu đời, có văn hóa rất đặc sắc, chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, nguồn nhân lực khá là dồi dào và có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng và có nhiều phát minh vĩ đại. Về nền kinh tế thì tốc độ tăng trưởng là cao hàng đầu thế giới khoảng 8% mỗi năm. Và về quy mô nền kinh tế năm 2004 thì đứng hàng thứ bảy thế giới và có về xã hội được ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện hơn. Về công nghiệp thì chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường các nhà máy xí nghiệp chủ động lập kế hoạch và tìm thị trường tiêu thụ à, mở cửa tăng cường trao đổi với thế giới thu hút vốn đầu tư nước ngoài cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc thì tương đối đa dạng về nông nghiệp thì giao quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng hạ tầng nông thôn như là đường giao thông thủy lợi rồi điện nước áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất phổ biến người giống mới miền thuế nông nghiệp khai thác các tiềm năng về lao động và tài nguyên thiên nhiên. Và cuối cùng là mối quan hệ về Trung Quốc và Việt Nam. Đây là mối quan hệ lâu đời, được gắn với 16 chữ vàng, đó là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Các hoạt động về kim ngạch thương mại thì ngày càng tăng, các mặt hàng trao đổi giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày càng đa dạng hơn. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với khu vực Đông Nam Á, khu vực Đông Nam Á nằm ở phía Đông Nam của châu Á, hầu hết là đều giáp biển, trừ Lào. Là cầu nối lục địa Âu với Australia, nối hai đại dương lớn đó là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đông Nam Á lục địa thì nổi bật là núi cao hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng Bắc Nam, đồng bằng châu Thổ và vùng ven biển, ở đây có đất phù sa màu mỡ. Khí hậu thì nhiệt đới, ẩm gió mùa, phía Bắc Myanmar và phía Bắc của Việt Nam có mùa đông lành than đá, dầu mỏ, sắt, thiếc vân vân là các cái nguồn khoáng sản nổi bật ở đây. Đông Nam Á biển đảo thì gồm có nhiều đồi núi, núi lửa, đồng bằng lớn là có đồng bằng Sumatra, Kalimantan. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu gần chích đảo có mưa nhiều. Ở nơi đây thì nổi bật với dầu mỏ, sắt, đồng và thiếc. Về dân cư thì dân ở đây đây đông, mật độ là khoảng 124 người trên km vuông. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên đã giảm, cơ cấu dân số thì nhìn chung là trẻ và dân cư phân bố thì không đều, chủ yếu là tập trung ở các vùng ven biển, các vùng đô thị, các vùng đồng bằng. Về xã hội thì thành phần dân tộc, tôn giáo đa dạng. Nơi đây thì giao thoa nền văn hóa tiếp nhận nhiều cái giá trị từ nhiều cường quốc như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, các nước châu Âu hoặc là Mỹ có phong tục tập quán sinh hoạt văn hóa có nhiều nét tương đồng. Về kinh tế thì cơ cấu kinh tế chuyển từ nền nông nghiệp sang nền công nghiệp phát triển và dịch vụ. Về nông nghiệp nổi bật là trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp, hoạt động về chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Về ASEAN, ASEAN bao gồm 10 thành viên, mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, tiến bộ xã hội của các thành viên xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế văn hóa phát triển, giải quyết những cái khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ ASEAN với các nước. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Về cơ chế là thông qua các cái hội nghị, diễn đàn, hoạt động kinh tế xã hội, thông qua những cái ký kết giữa hai hai bên hoặc nhiều bên, thông qua các cái dự án, các chương trình phát triển chung. Về thành tựu là 10 trên 11 quốc gia Đông Nam Á trở thành thành viên ASEAN, tốc độ tăng trưởng khá là cao, đời sống được cải thiện, tạo dựng một môi trường là ổn định, hòa bình. Về khó khăn thách thức thì trình độ phát triển là chưa đồng đều, tình trạng đói nghèo còn diễn ra và có sự phân hóa giữa các vùng lãnh thổ và các tầng lớp nhân dân. Các vấn đề về xã hội, ô nhiễm môi trường, tôn giáo, dân tộc, bạo loạn và khủng bố còn diễn ra. Sự tham gia của Việt Nam thì về kinh tế, giao dịch thương mại Việt Nam trong khối đạt khoảng 30%, tham gia hầu hết các hoạt động, vị trí của Việt Nam thì ngày càng được nâng cao và cơ hội Việt Nam là xuất khẩu được các cái hàng hóa sang cái thị trường của Đông Nam Á. Thách thức thì cả khả năng cạnh tranh rất là cao và cuối cùng giải pháp là chúng ta cần phải đón đầu, cần phải đầu tư và áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm màu mã chất lượng tốt hơn. Chúng ta cùng đến với một số bài tập rèn luyện của vùng à, Đông Nam Á, rồi là đất nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Câu 1. Điểm khác cơ bản về địa hình Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo. Đó chính là có nhiều núi lửa đang hoạt động. Lúa gạo thì được trồng nhiều ở à, các đồng bằng phù sa châu thổ, nơi có đất đai màu mỡ và đủ nước tưới. Đáp án A. Câu 3. Nguyên nhân chính khiến cho Nhật Bản phải đẩy mạnh thâm canh trong nông nghiệp. Đó chính là đáp án B. Do diện tích đất nông nghiệp còn ít. Câu 4. Giai đoạn kinh tế Nhật Bản khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát triển với tốc độ cao. Đó là giai đoạn năm 1955 năm 1973. Câu 5. Dạng địa hình của miền Đông Trung Quốc chủ yếu đó là các cái đồng bằng rộng lớn. Câu 6. Vùng trọng điểm lúa gạo ở Trung Quốc được phân bố ở à, ở các đồng bằng Hoa Trung và Hoa Nam. Đáp án C. Câu 7. Đặc điểm chủ yếu của dân cư Hoa Kỳ đó là dân cư đông, tăng nhanh, thành phần phức tạp, phân bố không đều. Đáp án D. Nền kinh tế Hoa Kỳ có vị trí cao trên thế giới chủ yếu là do đó là đội ngũ lao động đông, trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật cao. Đáp án A. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân, hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm địa lý của vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và đặc điểm cơ bản của địa lý lớp 11. Hy vọng trong thời gian vừa rồi các em sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, những thế mạnh phát triển của các vùng và đặc biệt là những kiến thức về đất nước Nhật Bản, đất nước Trung Quốc, đất nước Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á. Trong quá trình học tập, các em rèn luyện thêm các bài tập, đọc thêm các trang atlas liên quan để làm tốt bài hơn thân mến chào tất cả các em